Dạ, kính thưa cô chú anh chị, hiện giờ đang trước mặt quý vị đây là nơi mà hiện giờ đang coi như là lạnh nhất ngay bây giờ, đó là Cà Mau, nơi hiện trường của một vụ thảm án tại Cà Mau do cái người chồng hờ tên là Khoa đã gây ra cho gia đình, và hết sức là đau buồn của chú anh chị. Thì hôm ngày hôm nay em đến đây thì cũng chia sẻ với tất cả cô chú anh chị một cái câu chuyện, thì cô chú anh chị sẽ nghe được trực tiếp chính người con gái của nạn nhân đã mất lên tiếng đính chính những toàn bộ sự thật nha tất cả cô chú anh chị. Mời quý vị bước vào video clip ạ. Giận quá. Tại mà bữa đó chị con này không vậy suy thằng này gì không. Ở là nó giết thầy luôn rồi. Anh nói mà bữa hôm đó mà còn người ở trong nữa, nhà nữa là xong rồi, tôi ăn hết đó. Bữa đó là em định về rồi. Biết sao không? Tại cái lương phẩm này em định nghĩ là mấy bữa cho lành em đi về nhà. Nhưng mà mới có tối hôm đó em bị là sáng hôm sau là em nghe rồi. Nghe trong nhà báo mất hết rồi. Cơ anh em cũng may, về là xong luôn á. Nói chung mà ai mà có mặt trong nhà đó là toàn hết đó. Bởi vì á, đó là ghét thằng này mấy em này. Ghét sẵn nữa. Ghét sẵn là toàn hết luôn á. Lắm thụ này đâu, mấy nãy đã anh em này là đi ở ngoài làm đâu về đây đâu. Ông với này với em biết vụ này lâu rồi, biết anh em này với ông thằng đó đâu có nhau. Nó cũng bị mấy bạn trẻ này bắt bài quá, bây giờ là hết bài bắt đầu đi lừa người già thôi chứ lừa mấy người trẻ đâu có được. Đây có chuẩn bị mấy cái đồ nghề trong đó sẵn mà. Nó chỉ là đem ba cái đó về phòng trong nhà. Phòng thôi ha. Rồi đâm ra thì cái đồ đạc của nó biết quá, nó quá hiểu cái đồ đạc nó để đâu rồi, nó thủ sẵn hết trơn rồi. Tới buông ra ông bà ngoại em ông già yếu rồi nữa. Mẹ em thì bà mang thai nữa, bà đâu có chống cự được. Cái này để cho công an điều tra ra hết liền à. Cũng không nghĩ là nó dám làm vậy đâu em. Chứ cũng không có nghĩ là nó giết mình đâu. Tại vì ở chung vậy mà mẹ em đó đang trời. Mang thai nó còn đẻ rồi mà. Còn thai nó đẻ phải không? Mấy ngày hả? Trời ơi trời. Đó là con của nó luôn hả? Con của nó luôn. Thiệt tình luôn. Em đi về mà cái nhà em là bữa nay cũng 2-3 ngày đó mà mở ra vậy đó rồi. Rửa ghế giờ ở trong nó còn có cái bao mùi tử khí trong. Trời ơi. Có gình đúng không? Hôi lắm, hôi lắm, hôi tanh rồi. Vô là nhức đầu. Hơn tuần rồi mà phải không? Dạ. Nó hầm cái bến này là 8 ngày đó. 8 ngày rồi. Rửa mà vẫn còn mùi luôn ha. Rửa rồi đó. Tại vì cái nhà em là nó kín hết, cửa kín hết trơn luôn mà. Rồi cái phòng của ngoại em, ông ngoại em mới chết trong phòng. Mẹ em cũng chết trong phòng nữa. Đóng cửa kín hết trơn rồi. Ghê quá. Rồi bốn rồi sau khi mà xong xuôi hết em về nhà đó em mở hả? Dạ, giờ chắc em mở lại khoảng một cái mấy tháng gì đó để coi nhan đèn với mẹ. À, nhan đèn bên đây cho mẹ ha. Sao vậy? Rồi xong em cũng đi làm, tại em ở đây có em mở với Út em nữa với Nghiêm nữa. Cái nhà này còn Út nữa ha. Dạ, Út có là cái Út ở lại lo cho một ngoại. Trời ơi. May mắn cho hai anh em này nữa nè. Về là mệt mỏi với nó rồi. Hết cái nhà. Nó canh hết trơn mà lại hàng ngày là canh chứ. Nó dám quay lại nó để cho gà ăn à. Nó cho gà ăn nhiều lần lắm không bao giờ. Nó quay đủ luôn. Chỉ có tạo ông trường giả vậy á, thì nó đi du lịch vậy đó. Tới chừng hùng ra rồi hôi thối quá gì đó rồi mới điện với liền lại rồi cả cửa là xịn. Rồi mấy hai em lại coi bạn chạy về nó hỏi sao nó rồi bạn mới chết rồi. Em đi vô nhà ha, em thấy ông ngoại em nằm xỉu. Nó nằm một đống gì mà nó máu nghe mà nó ra. Ông ngoại là bị búa à. Đúng rồi, rồi xong cái ngoại gì sợ quá đâu dám vô phòng con mẹ đâu. Rồi tới đợi mộ tử thi mới dám ra coi. Hình như bà ngoại nằm ngoài vùng tôm đúng không? Bà ngoại thì chắc nó xiết cổ bà xong nó chấn nước bà lên. Rồi. Bởi vậy đó. Thằng này đủ mấy cái máu mà không biết máu gì đó. Ngày qua nằm ở đâu chú? Đó. Thằng kia luôn hả? Ồ, kéo đi vô mà bà đi vô cái cây đó. Thì đó thì cái gió này nè nó có thấy rồi là bắt đầu là người ta lội xuống người ta lôi lại đằng này hết chú. Ừ. Lôi lên này nó riêng lên đó. Ồ, như là mở. Làm vậy thành đang ở đâu? Mở nó chảy ra từ ở đây dài. Cái bò á, nó cây nó có ông bò đó. Có ông cơ tại ơi. Có ông. Cái gốc cây bên đó có ông. Công an có lặng không? Đủ mẹ công an đừng sợ ông. Cái gì công an cũng sợ ông hết trời. Công an có súng sợ ông gì đó. Đâu thấy lên vô tiếng hoài lên. Ở Trà Vinh. Ở ngay chỗ nào chú? Chú biết. Chú này nó có ở cái nhà chú. Vô chú dẫn giùm con cái chỗ nào chú? Ồ vậy là chỗ này cũng quay cái vụ bà 38 mất dao hả? Không, con không quay cái đó. Ồ vậy thì cũng âm tầm quá ha. Cũng sớm hả? Chú ở đây luôn hả? Dạ. Vậy là ổng quá. Vậy là cái cô hay thường gai ca vuông lắm mà chú.
Trời ơi. Chỗ này luôn hả? Ngay đây ha. Ồ. Đem tới đây luôn hả chú? Không phải bả đi ruộng mà. Bả ơi cây ruộng ha. Nuôi nuôi cái gì đây? Cái này nuôi tôm ha. Rồi đây. Người nó xử bả đây ha. Đây là vậy là cách 50 mét từ đây ở nhà vô trong này cả nhà. Ở đây là cái ao nuôi, nói chung là cô hay giữ vườn rồi tha yêu ưa đi coi lắm ha. Cô đi bắt ốc. Bắt ốc hả? Ừ. Đi bắt ốc. Rồi xong nó xử vợ bên trong rồi. À. Rồi nó mới ra đây là nó xử bả. Ừ, bởi vì có nhiều người người ta thắc mắc nói tại sao ba người mà không ai la đâu hết trơn. Xử bả xong rồi nó quay ngược vô trong xử ổng. Rồi vậy là kiếm hết. Mình theo trên báo mình thấy là mỗi người một phòng. Ừ. Vậy ha. Quần chỗ này banh chành. Quần banh ha. Chú nhà gần đây một chút. Bên kia lúc bên kia. Dạ, tên là bất ngờ. Đây, cả nhà chú thấy ở đây cũng âm sùm hết trơn này cả nhà ha. Đây toàn là lùm cây. Âm tùm bự gặm tại ngày qua vậy, nói chung chắc cũng có nhiều người đi cho nên ấy với cũng âm. Còn thì đi thì ấy còn cái chỗ mà giặt nè, chỗ giặt này nó ấy banh chành cho nó chỗ xảy ra sự việc ha. Đây thì rất là vắng rồi. La cũng không ai nghe đâu. La sao nghe nổi. Ấn lên anh. Hả? Trong đó ấn tùm hết trơn. Cô đó là cô đi vuông mà. Đi vuông thăm vuông ha. Chú nghe tin này chú ấn không chú? Nghe tin là đó vợ ở đây có sự việc gì. Rồi hay hồi đó năm đó có cả đôi vàng cũng chặn đó, cũng ba người nữa. Ba người luôn. Đứng đồng Cà Mau luôn hả? Chú gần đây không? Không, ở xa đó. Trời ơi. Qua coi chứ cũng không gần không. Con rể không chú? Chú có con rể không? Ai? Chú á. Tôi hả? Ờ. Gì vậy? Về nhở như đừng làm Phật lòng á. Lắm luôn. Con hên là hai thằng trai con không có con rể. Chứ con rể về con o bế nè, thấy ớn quá. Ẩm nó luôn à. Ê mà rể này là rể sau phải không? Ừ. Chấp nối. Rể chấp nối nữa. Chấp nối. Chấp nối. Còn nó mà nó con xuống tay được. Đúng rồi. Anh này anh cũng cưa cây ở nhà của anh. Có thường cưa cây có gặp tiếp xúc với ông ha. Hồi nãy nghe nói chú kia là này là cũng đầu gấu á, đầu gấu. Bữa nay là mới lên là cắt cây nhà ổng lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên luôn ha. Lần đầu tiên. Chứ đó giờ đất kia miếng đất này của ổng hay vậy? Không biết gặp. Mình nói chung cái này là mình không gần. Nói xây dựng chung là nguyên một ấp gì đó, mình một ấp gì đó, một ấp một xã mình đi ngang mà mình đâu có... Cũng xa ha chứ đâu có gần nữa ha. Ừ đây xuống dưới cũng xa lắm. Nghe tin chấn động luôn ha. Ừ. Chấn động Cà Mau luôn. Chấn động. Chiếm qua tôi đi cưa phải không? Ừ. Tôi đi cưa là tới nghe ở dưới Trà Lạ với rồi chạy về là ở tới gần cái cầu số 1 cái ngoài á. Là cái thằng kia chạy cái chiếc tay ga. Là nó chạy cặp kè, tôi hỏi anh ơi. Anh ở đây anh có biết lung lá cái thể không? Ủa mình ở xứ này mà mình nó ở đây hỏi làm gì, nó chết năm mạng người, tôi nó còn nó dốc nữa mà. Yeah. Tôi nói nó dốc với xuống nhà tôi mà tôi còn không tin nữa mà. Yeah. Rồi cái tôi chạy hỏi có thiệt không phải. Hỏi có thiệt không, năm người luôn không, rồi đâu phải dẫn đâu, người chết không, thì bốn người và gia đình à, nói là bốn người chính xác luôn, mẹ chỉ mang một đứa, mang thai một đứa thôi chứ không phải là chính xác là bốn người á. Ủa sao tao nói năm người ta? Không bảo ba ta cũng đang năm nhưng mà gia đình ta đính chính rồi. Gia đình đính chính rồi, gia đình thực tế nhất là bốn người vậy thôi. Rồi cái chạy vô đứng ở bên sông coi sừng rồi chạy về đụng đó bụng muốn chết luôn. Không phải là cái lý do mà có mâu thuẫn từ đâu chưa, nguyên nhân từ đâu là biết chưa chú? Gia đình nhà con không có mâu thuẫn gì chứ, bởi vì là nó là còn làm con rể gia đình là mấy năm nay rồi. Dạ. Thì sống có yên ổn vậy đó, nhưng mà xảy ra thì chuyện là không ai biết luôn chứ. Tới ngày mà con nhỏ con gái nó điện về là nó không, gia đình không bắt máy. Dạ. Rồi là nó mới họ nóng lòng nó ngoài Cà Mau chạy về 2-3 ngày, nó điện hai bắt máy về. Vậy thì điện nó thì nó nói là nó bắt máy, nó nói là cái máy của ông cha đổi, máy nó hư rồi đổi cho nó đi đi sửa máy lại, nó bắt máy lấy máy của ông cha nó. Ừ. Con làm người vợ nó gọi nhỏ này mới về đây thì cửa thì phá hết trơn, mà thì nghe cái mùi đó là nó thúi hôi vậy đó, mới kêu dân làng với chú nó lại coi gì, cái báo công an ăn vô nó chạy cửa là chết hồi nào hồi lâu dữ rồi, không hay luôn. Dạ. Không biết luôn cái này là mình không biết được là nó chết với phong quỷ gì đó, đi đứng gần bên cho anh ấy gặp phong quỷ gì đó không, không biết là chết thời thế nào, phong quỷ hết trơn rồi. Chú là sao của gia đình? Cái này là tôi là anh ruột, em ruột ông này,
Đúng nhà gần đây không chú? Nhà trên này nè. Em ruột. Dạ. Là nói mà điện báo tin là nói tôi nói nó là chết trên đấy luôn á. Ông lũ đâu mà chết trời. Ở nhà không thấy đâu mà chết được mà rút cuộc là lên là thấy trời ơi là trời nằm luôn mà thấy không có tưởng tượng luôn. Mẹ chú là người đầu tiên chứng kiến luôn hả? Gia đình là thấy gọi điện mới lên lên mà mình đâu có cãi cửa lên được, nhờ công an lại tới. Dạ. Có công an lại là mới lấy nó lấy chìa khóa lấy đi chân lấy xà beng cãi cửa mới vô. Mấy cái cảnh gọi là vô là tôi mới vô tôi coi là ông chết nằm xịt hương hết trơn luôn. Tay hầm tay bồng. Cái chú có một cái tin tức là cái người vợ là hiện giờ đang mà mang thai đó, là cái đó là Song Nhi hay là cuộc mổ ra thì nó nói vậy nhưng mà mổ ra là chưa có mổ được, nó lúc giết cái mẹ chết chứ sao là lội ra ngoài luôn rồi. Alo. Mấy đứa đang trong mấy đứa đó chú. Có một đứa à? À đúng rồi. Nay chúng con chưa bao đáp cơm sông. Lu bu quá không nghe được rồi, gõ đây đây chút đi. Mẫu mà rồi là qua mẫu nó nhỏ nó trước, rồi mấy mẫu mẹ nó rồi cha cuối cùng. Ông thì nó đập cái đầu tiên là cái búa vào đầu, còn bé ở đâu, rồi là nó mới đâm trên đi đâm dài xuống, đâm tới là đúng trong bao tử luôn. Rồi bà cụ sao chú? Bà cụ thì nó giết ngoài ao á. À, chắc đem ra ngoài ao ấy, bỏ quay xịn ngoài ao á, chứ không phải trong nhà. Chết hai cha con nhà chắc nó giết bà hả? Ờ giết luôn ba người rồi, nó đưa bốn người, nó giết ba người chết chân rồi nó mới đi á. Ý là nó giết bà cụ chạy ra ngoài ao hay là nó giết xong rồi nó lo là không biết luôn. Cái đó là để công an ta ai vô cho biết được. Anh này có cờ bạc gì không chú? Nó nợ nặng chứ mà nay cha mẹ đâu là có nói với anh chơi Mai Thí là có không? Cái đó thì mình không có biết được. Dạ. Bởi vì nó tới lui chơi đó, nó là cháu rể mà. Dạ. Cháu rể đó chúng tới lui chơi vậy đó. Nhưng tôi đêm có nhiều người thắc mắc tại sao mà ba người cùng lúc mà tại sao không có la lên được, không nghe được sao mà trong gia đình như thí dụ như cháu là trong gia đình kể như con cái trong nhà thì bằng đêm đi tới đi lui rồi mình ngủ rồi mình tưởng con cái đi tới lui mở cửa vô thôi, mở cửa nó giết rồi mình đâu hay được, phòng ở với phòng cách nhau nó giết cái mộc chết rồi, vợ nó là nó chắc đi giết trước rồi nó mới xử tới ổng rồi chắc bả hay bả chạy ra ngoài mình cũng ra giết luôn đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.